hẹn mấy đi vậy? Tụi không có hẹn luôn. Thôi mình chơi lại đi. Tham mau. Có thời gian nha. Thân xin yêu. Quỳ TV nè. Rồi trời ra TV. Quỳ TV bây giờ skin. Chọn skin. 500 con. Quỳ có 150 con thôi. Không đủ. Trở lại. Giờ chơi chơi nha. Bắt đầu. Go. Bắt đầu. Chạy thôi đó. Các bạn chơi cùng kìa. Đụng thôi nào. Nhặt nhiều lắm. Nhặt nhiều đồ lắm. Nhặt càng nhiều mình mới con được. Nhặt những vật nhỏ trước. Thôi chẳng hạn cái vật này đó. Được rồi. Bây giờ con này đã nhặt được người. Số điểm của mình thì ở trên. Đó, càng ngày càng bự rồi. Yeah. Nhặt hết luôn. Bự lên rồi. Hồi nãy có mấy con bự lắm. Có 60 giây để chơi thôi. Ăn con nhỏ nè, yeah, lượm được con nhỏ. Mày chơi game online. Ôi, có con nào bự quá. Có con bự lắm. Ăn luôn ngôi nhà kìa. Con này bự hơn không? Có con này nhỏ hơn à. Chưa. Đây có con nhỏ. Ê, mình bự hơn rồi, ăn được. Yeah, con này sẽ bự lên. Mày cho mình bự hơn rồi. Wow, thành công rồi, ăn những ngôi nhà. Tòa nhà cao bằng luôn. Lượm hết. Lượm người khổng lồ luôn vậy các bạn. Rồi cho hình khổng lồ mà vĩ đại chưa? Ăn con nhỏ nè. Cắn hết luôn. Wow. Rồi sẽ hạng một thôi. Dùm được 880 điểm rồi. Cười đi. À không, cười 900 rồi. Sao cười banh rồi. Cười hạng 2 thôi. Cười được có 800 rồi. Bạn kia được 1000 mấy lần. Mất hết đồ luôn. Chạy cười làm gì vậy? Cười ăn bây giờ. Được 1000 điểm rồi. Bạn kia 1200. Ăn luôn bạn này. Cười hạng 2. Cười TV hạng 2. Yeah. Game chơi vui nhộn lắm. Vì mình chơi lại nha, tiếp tục. Thêm chi nhiêu. Chị Mai. Mời bạn cháu tắt đi. Bắt đầu, con trên. Chạy nào, go 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 go. Nhặt đồ nhỏ thôi. Tự nhiên vật nhỏ chứ, không nhặt được những vật bự. Bé, sao không chạy? Rồi sao? Bạn chạy nhanh quá. Chọc đường thẳng luôn. Nhanh quá. Ba bạn luôn. Bự rồi, mình chạy đường thẳng. Đường thẳng dễ nhặt hơn. Đó, mình bự lên rồi nè. Càng càng bự lên một tí rồi. Thì chạy xuống. Bự lên rồi chạy xuống. Ăn luôn những tòa nhà. Được một tòa nhà cho ta. Sắp được rồi. Chút xíu nữa. Ăn những vật nhỏ chứ. Chạy chậm quá. Ăn một to rồi. Yeah, ăn cái cây luôn. Cười chưa có hẹn. Ăn nè. Cười hẹn một rồi, hẹn một rồi. Nãy giờ không để ý cười hẹn một rồi. Ăn luôn. Cười hẹn một. Ôi, tao chỉ bự hơn cười 700 mấy lần. Cười mới được có hẹn 2 à, 5-600. Hẹn chi to quá. Hẹn chi to hơn cười luôn. Chạy chậm quá à. Dừng quá. Đó. Sắp được rồi, sắp được rồi, sắp được rồi, sắp được rồi. Sắp hẹn một rồi. Nhặt hết luôn, phá hoại khu phố. Ăn hết. Ôi, còn 300 điểm nữa, 30 điểm nữa. Ở đây quá trời đồ mà, nhặt ở đây. Yeah, cô này hạng 1. Xuất sắc chưa? Hơn có 10 điểm mà. Hạng 1 rồi. Chơi lại. Hơn bạn Alan có 10 điểm thôi. Bắt đầu. Play. Go, go, go. Chạy nè, nhanh, nhanh luôn. Thì mình chạy đường thẳng trước. Rồi mình nhặt những món đồ nhỏ trước. Không được luôn. Không nhặt được món nhỏ rồi luôn. Không có hẹn luôn. Nhặt ống cống nè. Đó. Hai cái ống cống mà mình được 15 điểm rồi. Giờ mình chặt con người. Yeah. Cười đang lên. Đang lên từ từ. Đang lên từ từ. Cười đang leo lên. Hạng 3 rồi. À, vô đây lượm đồ nào. Đấy, đấy. Ăn luôn con nhỏ nè. Chạy qua đây. À, bên đây lượm rất là nhiều đồ nè. Bên đây rất là nhiều đồ. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Một đống đồ luôn. Sắp hạng 1, hạng 4 rồi. Wow, chạy thôi con kia bự hơn mình. Ngôi nhà chạy 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 con kia bự quá.
lên điểm rồi
cố lên, quen hết. Trời, con kia bự quá, thua cuộc luôn. Nhìn Facebook ở đây, thua cuộc rồi. Các bạn hãy vui nhận cái like, share và đăng ký kênh Cooly TV nha. Hẹn lại mọi người trong những video lần tới. Còn 2 giây thôi. Bye bye, chào tạm biệt tất cả mọi người. Hẹn 7, hẹn 6 chứ hẹn 6. Bye bye.